Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 19 tháng 4. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arteta mong muốn cổ động viên pháo thủ làm một điều. Lý do Arsenal thường sa sút vào tháng 4. Bukayo Saka bị chỉ trích. Khoản tiền thưởng Arsenal có nhờ Champions League. Rõ mức phí cho sát thủ Serie A. Thầy Tạ kêu gọi cổ động viên hãy ở bên các cầu thủ. Huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ ra vô cùng thất vọng khi mà Arsenal đã để thua 0-1 trước Bayern Munich, qua đó không thể giành quyền vào bán kết của Champions League mùa này. Ông nói ở buổi họp báo sau trận: "Chúng tôi đã phạm sai lầm lớn trong việc bảo vệ vòng cấm và để thủng lưới. Sau đó chúng tôi đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau nhưng không thể ghi bàn. Ở trận đấu lượt đi, chúng tôi đã không thể giành chiến thắng, nhưng rõ ràng là chúng tôi có cơ hội để giành được chiến thắng. Tôi nghĩ là chúng tôi đã chơi tốt hơn họ ở Emirates. Hôm nay chúng tôi đã có những khoảnh khắc chiếm ưu thế nhưng chúng tôi đã không thể ghi bàn. Câu lạc bộ đã không chơi ở Champions League trong vòng 7 năm. Chúng tôi rất muốn lọt vào bán kết hoặc trận chung kết trong năm đầu tiên trở lại. Chúng tôi đã ở rất gần, đó là thực tế. Chúng tôi phải vượt qua nỗi đau vào tối nay và thức dậy vào ngày mai với thái độ như chúng tôi đã có ở đây. Bây giờ là lúc mà tôi đến gần các cầu thủ và hỗ trợ họ vì họ là những người đã đưa chúng tôi đi đến hành trình này." Ngoài ra, ông thầy 42 tuổi cũng bác bỏ ý kiến cho rằng việc Arsenal thất bại là vì không có một tiền đạo đẳng cấp, Arteta cho biết. "Không, tôi không nghĩ vậy vì chúng tôi là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Premier League. Điều đó cho thấy chúng tôi có những cầu thủ tấn công hàng đầu. Từ mọi vị trí, chúng tôi đều phải ghi bàn. Bởi vì thực tế là chúng tôi không có một tiền đạo nào có thể ghi 35-40 bàn thắng cả. Và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi có nhiều phẩm chất khác." Trung tâm trạng với người thầy của mình, Declan Rice bày tỏ: "Chúng tôi rất đau đớn, tâm trí của các cầu thủ rối bời. Thật không biết diễn tả bằng lời như thế nào vào lúc này. Chúng tôi đến đây sau kết quả đáng thất vọng vào Chủ nhật. Tinh thần rất sảng khoái và cảm thấy toàn đội đã sẵn sàng. Hy vọng là nếu như bạn nhìn vào cách mà chúng tôi phản ứng trong hiệp 1, chúng tôi chơi tự tin nhưng lại thiếu đi sự tiến bộ. Lần nữa, điều tương tự xảy ra trong vòng cấm và chúng tôi để thủng lưới một bàn thua chẳng giống với mình thường ngày một chút nào. Thành thật mà nói, thật đáng thất vọng. Tôi đang đau lắm. Tôi đến với trận đấu này với tất cả những sự khát khao và niềm đam mê. Tôi cùng với các cầu thủ muốn đưa đội bóng này vượt qua giới hạn. Bạn có thể thấy điều đó ở các cầu thủ. Tất cả đều khát khao. Đây là một trải nghiệm đáng học hỏi. Chúng tôi là một tập thể trẻ, có rất nhiều nhu cầu và áp lực đè nặng cần chúng tôi hiện thực hóa ngay vì những gì mà chúng tôi đang làm là rất tốt. Đây là câu lạc bộ Arsenal, một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Chúng tôi cần phải vững vàng. Chúng tôi có một trận đấu trên sân khách với Wolves và chờ đợi phản ứng lớn sẽ xảy ra từ toàn thể mọi người." Trong khi đó, tiền vệ Martin Odegaard khẳng định Arsenal có thể cải thiện tâm trạng bằng cách trở lại quỹ đạo trong cuộc đua vô địch Premier League. Đội trưởng của pháo thủ nhấn mạnh: "Điều quan trọng là đoàn kết cùng nhau và đỡ nhau đứng dậy. Chúng tôi vẫn còn mục tiêu để chiến đấu nên chúng tôi phải tập trung. Mọi trận đấu bây giờ đều quan trọng. Thật ra thì các trận đấu đều trở nên quan trọng được một thời gian rồi. Cuộc đua vô địch quá xích sao và cạnh tranh nên mọi trận đấu đều rất quan trọng. Sẽ cần có chút thời gian để chúng tôi tăng tốc trở lại. Nhưng trước vô địch Premier League cũng đủ để làm động lực cho tất cả mọi người. Vì vậy, chúng tôi cần phải đoàn kết cùng nhau, đứng dậy và tiếp tục chiến đấu." Về phía đối thủ, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã dành những lời có cánh cho pháo thủ. Ông nói: "Với tôi, họ là một đội bóng hàng đầu. Nếu bạn theo dõi Arsenal trong hai mùa giải qua, họ duy trì lối chơi tấn công rất ổn định, ghi nhiều bàn thắng và không để thủng lưới nhiều. Theo dõi họ rất thú vị, bạn luôn học hỏi được gì đó từ họ sau mỗi trận đấu. Lối chơi của họ thực sự rất nhuần nhuyễn và ấn tượng. Điều đó giúp cho họ thu về nhiều điểm số. Điều mà họ thiếu có lẽ là một chút kinh nghiệm mà thôi." Lý do khiến cho pháo thủ đuối sức vào cuối mùa. Nhà báo Sandin chia sẻ với tờ Telegraph bảng thống kê số phút thi đấu tại Premier League và Champions League của các cầu thủ Arsenal. Theo đó, nếu như tính riêng ở đấu trường ngoại hạng Anh, số cầu thủ đã thi đấu trên 2.500 phút của Man City, Liverpool và Arsenal lần lượt là 0, 1 và 5. Không khó để nhận ra sự chênh lệch lớn về thời lượng thi đấu giữa nhóm cầu thủ đá chính và nhóm cầu thủ dự bị tại Arsenal. Giống như hai mùa giải trước, pháo thủ chủ yếu dựa vào một nhóm cầu thủ chủ chốt. Để rồi, họ tỏ ra hụt hơi trong những trận đấu quan trọng ở giai đoạn then chốt của mùa giải.
Những ca chấn thương là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng rõ ràng có những cầu thủ không nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Mikel Arteta. Phương án dự phòng cho vị trí của Bukayo Saka, Martin Odegaard và bộ đôi trung vệ là những gì mà các cổ động viên mong mỏi từ lâu, và chắc hẳn là Mikel Arteta cùng giám đốc thể thao Edu cần phải nhanh chóng bổ sung vào mùa hè tới. Phút 67 sau khi Bayern Munich có bàn thắng quyết định, Mikel Arteta đứng ngoài đường biên xua tay thúc giục các cầu thủ gia tăng nhịp độ chơi. Vài phút sau, Odegaard liên tục hò hét yêu cầu các đồng đội chơi bóng năng lượng hơn, nhưng Arsenal đã cạn kiệt năng lượng vào thời điểm đó. Sau khi Arsenal bị loại khỏi tứ kết của Champions League, cựu tiền đạo Thierry Henry đã chia sẻ quan điểm cá nhân về những điều mà đội bóng này đang có phần thiếu sót. Anh nói: "Arsenal ngày hôm nay thậm chí còn không có nhiều cơ hội để cố gắng đưa bóng vào lưới. Tôi nghĩ việc để thủng lưới hai bàn quá dễ dàng tại Emirates chính là thứ khiến cho đội bóng này gặp phải thất bại. Chúng ta đều biết nếu mắc sai lầm tại Champions League thì bạn chắc chắn phải trả giá. Hôm nay Arsenal thi đấu không đủ tốt. Tôi không có quá nhiều thứ để nói về trận thi đấu này. Cả hai đội ngày hôm nay đều không muốn thua nên họ đều không thực sự muốn lao lên để tấn công đối phương. Có một vài khoảnh khắc đưa ra quyết định hơi tệ, không chỉ từ Martinelli mà nó còn đến từ Tomiyasu. Cậu ấy không bọc lót tốt cho trung vệ khi xuất hiện những tình huống tạt bóng với những pha bóng tương tự ở gần đường biên ngang. Anh đã hỏi tôi rất nhiều lần rằng tôi có nghĩ Arsenal có vô địch được Champions League hay không. Dĩ nhiên câu trả lời của tôi là có, và tôi mong ước đội bóng này sẽ thực hiện được điều đó. Nhưng khi bỏ cái mác của một người ủng hộ của Arsenal, tôi lại thấy Arsenal thực sự gặp rất nhiều khó khăn khi đội bóng phải thi đấu 3 trận một tuần. Vậy nhìn vào thực tế, đội bóng này đã thực sự đủ sức để chơi 3 trận một tuần hay chưa? Tôi không nghĩ rằng Arsenal đã trang bị đủ mọi thứ để đối mặt với việc thi đấu 3 trận một tuần. Họ không đủ sức mạnh để đương đầu với một lịch thi đấu dày đặc như thế. Vì vậy, tôi nghĩ việc không phải thi đấu ở châu Âu có thể sẽ giúp họ tập trung hơn vào Premier League ở giai đoạn này. Starboy bị chỉ trích trong ngày thi đấu cực tệ. Bukayo Saka đã chơi rất tệ trong trận đấu với Bayern Munich khi sở hữu hàng loạt những thống kê đáng quên. Không bàn thắng, không kiến tạo, không đường tạt bóng chính xác, không cơ hội tạo ra, không trên 4 đường truyền chính xác, không trên 3 pha qua người thành công. Huyền thoại Arsenal, Martin Keown đã chỉ trích màn trình diễn của hậu bối ở tình huống mà cầu thủ này đã phản nhanh. Ông nói: "Arsenal đã không cho thấy khả năng của mình, thật đáng thất vọng và cuối cùng họ không thể đi tiếp. Vì lý do nào đó, Bukayo Saka lại thực hiện một quả đá phạt nhanh dù cho họ có cơ hội thử tài thủ môn ở những phút cuối. Họ chơi khá bết bát và không có sự khẩn trương thực sự trong giai đoạn cuối trận. Thật đáng thất vọng." Pháo thủ nhận số tiền thưởng ít ỏi từ Champions League. Theo tìm hiểu của tài khoản Lucas Bajek, việc dừng chân ở tứ kết Champions League, Arsenal chỉ nhận được số tiền thưởng là 92,5 triệu euro từ UEFA. Trong đó phí khởi điểm là 15,64 triệu euro, tiền xếp hạng theo hệ số là 25,01 triệu euro, tiền tham dự vòng bảng là 12,13 triệu euro, tiền bước vào vòng knockout là 9,6 triệu euro và tiền vào tứ kết là 10,6 triệu euro. Ngoài ra, còn một số khoản tiền thưởng khác. Ở một diễn biến khác, sau trận đấu tứ kết vừa qua, thì toàn bộ 12 cái tên của UEFA tham dự FIFA Club World Cup mùa hè năm sau trên đất Mỹ đã được xác định. Hai đại diện của Premier League là Chelsea và Manchester City đã sớm giành vé với việc lên ngôi tại Champions League trong hai mùa giải 2020-2021 và 2022-2023. Red Bull Salzburg giành vé cuối cùng sau thất bại của Arsenal do họ là đội bóng có thứ hạng cao nhất trong nhóm những quốc gia đã giành vé, và chắc chắn nhà vô địch năm nay đã nằm trong nhóm sớm giành vé. Trước trận đấu với Bayern Munich, pháo thủ chỉ có cơ hội tham dự FIFA Club World Cup nếu như vô địch Champions League năm nay, nhưng điều đó đã không diễn ra bởi chúng ta đã dừng chân ở tứ kết. Số tiền pháo thủ cần chi ra cho sát thủ Serie A. Theo tiết lộ từ nhà báo Dean Jones, Arsenal vẫn đang theo dõi chặt chẽ trường hợp của Joshua Zirkzee của Bologna và khẳng định 45 triệu bảng sẽ là mức phí cho thương vụ này. Ký giả người Anh cho biết: "Arsenal đang tiếp tục theo dõi Zirkzee. Họ đã xem dò cậu ấy vào cuối tuần và đây thực sự là thời điểm để bắt đầu quan tâm đến thương vụ này. Tôi tin rằng việc đưa Zirkzee đến Premier League vẫn còn khó khăn. Có sự quan tâm đến cậu ấy từ các câu lạc bộ Serie A, điều này sẽ hấp dẫn đối với Zirkzee. Nhưng Arsenal rõ ràng là rất quan tâm đến cậu ấy, và với mức giá 45 triệu bảng, chúng ta đang nói về một cầu thủ có giá chỉ bằng một nửa so với Victor Gyokeres. Những cầu thủ như là Isaac từ Newcastle hay là Watkins từ Villa cũng sẽ có một khoản phí lớn. Nên nếu như Arsenal chọn Zirkzee, có lẽ chúng ta sẽ biết được họ thực sự có khả năng chi tiêu bao nhiêu và trình độ cầu thủ mà họ đang hướng đến." Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.